Road Channel. Chào mừng các em lại đến với kênh Road Channel trong ngày 30 Tết luôn. Và video ngày hôm nay, theo yêu cầu của nhiều bạn, chị sẽ vẽ cái cảnh mà bà tặng lì xì cho cháu và cháu chúc Tết ông bà nha. Nhưng mà do nếu như vẽ nhiều người thì các em sẽ có rất là nhiều nét và khó vẽ, cho nên chị chỉ vẽ hai nhân vật chính thôi. Đó là người cháu đang chúc Tết cho bà và bà sẽ lì xì cho cháu. Ok, chúng ta sẽ nhảy nhanh thôi nha. Đây, bây giờ chị sẽ bắt đầu vẽ. Đầu tiên chị sẽ chỉ cho các em cách dựng hình ha. Thì đây là cái khổ giấy của chị nè. Đó, đây là cái khổ giấy. Thì ở đây á, chị sẽ vẽ là người cháu nhỏ ha. Người cháu nhỏ chị tính là sẽ ngồi trong đây thôi. Các em thấy rõ không? Tức là trong cái khu vực này sẽ là người cháu ha. Rồi, ở đây thì sẽ là một cái ghế nha, một cái ghế. Đó. Đó, mình đại khái là như vậy thì bà ha, bà sẽ ngồi đây có chân xuống đây để lì xì cho cháu nha. Đó, chúng ta sẽ phân vùng như vậy cho nó dễ dễ và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đó thì ở đây chị sẽ vẽ là cái đầu của người cháu ha. Chúng ta chỉ cần vẽ một cái hình tròn như thế này. Đó. Sau đó chị sẽ vẽ một cái lằn nó tròn một tí nha mấy em. Đó, sau đó chị sẽ vẽ một cái lằn ngang giống như cái vai. Đúng không? Mình sẽ vẽ tượng trưng rồi hai cái tay nè. Đó, hai cái tay người cháu đang khoanh lại. Chân. Ha, chân đứng xuống đây. Đó. Thấy rõ không? Đó, đầu tiên thì chị chỉ vẽ như vậy thôi nha. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái mặt nè. Một cái miệng đang chúc Tết. Ha, một cặp mắt giống như đang thuộc bài á mấy em. Đó. Đó, ha. Tóc. Đó. Ha, đây là tóc. Đúng không? Đó, như vậy là chúng ta vừa vẽ xong khuôn mặt. Thấy dễ không nè? Các em chú ý ha. Đó, rất là đơn giản luôn. Xong, rồi ở đây rồi đúng không? Có cái phần vai rồi nè. Chúng ta chỉ cần khoanh nó tròn lại. Khoanh nó tròn lại thì sẽ ra được là cái. Rồi ở đây như vậy, tròn lại. Rồi cái tay này đúng không? Thì sẽ có cái nắp ở đây. Cái nắp lên đây. Ha, rồi. Đây là cái tay áo. Đó. Đó. Ha, đang khoanh áo. Thì ở đây chị sẽ cho là cậu bé này mặc một cái áo sơ mi. Có một cái nơ đi ha. Đó, một cái nơ. Rồi. Cái áo sơ mi. Thì cái sơ mi này sẽ là tay ngắn. Thì mình sẽ cho nó rộng hơn cái tay nè, đúng không mấy em? Vô. Đó. Ok. Hiểu chứ gì đúng không? Dễ mà. Rồi, cái này là chị đang dạy cho các em cách vẽ rất là dễ luôn á, vẽ người á. Rồi, áo sơ mi. Dưới đây thì mình sẽ có cái phần chân ha. Chân của cái bạn này, đó, mặc một cái quần. Quần tay, ở đây phải có sợi dây nịt chứ đúng không? Ừ, phải có sợi dây nịt. Rồi, cậu này sẽ mang một đôi giày. Rồi, như vậy là chị đã vẽ xong cái phần bạn này rồi. À, có điều là cái bạn này là hơi cái tay thì hơi dài quá đúng không mấy em? Phần tay á sau ra thì hơi bị dài cho nên là mình sẽ cắt lại. Mình sẽ cắt lại như thế này. Mình sẽ cắt lại. Đó. Nhìn cái tay nó sẽ bớt dài đi. Nha, rồi bây giờ chị sẽ bôi những cái nét mà nó dư nè mấy em. Đó, chị sẽ bôi mấy cái nét mà mình vẽ dư đi. Và chị thấy là cái phần này á nó hơi bị dài quá cho nên là chị bôi luôn. Chị chỉ các em vậy thôi, nhưng mà nếu như trong quá trình mình vẽ mà mình cảm thấy nó không có hoàn hảo ấy. Nha, đó, thật ra là cái vai, do cái vai là nó to quá đó mấy em. Đây mình vẽ lại. Đó, chị sẽ hướng dẫn các em vẽ lại ha. Đây.
cái tay này nó không thể dài vậy được. Đó, đây, đó, chỉ vậy thôi. Thì ở đây là cái phần áo sơ mi ha. Đó. Rồi bây giờ cái chân này mình sẽ kéo cho dài lên luôn. Vẽ xấu thì vẽ lại không có gì phải ngại nha. Và đó là tiêu chí của chị. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vẽ lại là bạn này đóng thùng ở trên đây. Đó, dây nịt nè. Rồi. Đúng không? Thì như vậy nó đã cân đối hơn. Nếu không cân đối nữa thì chúng ta lại có tiếp tục chỉnh sửa ha. Rồi tạm như vậy đi nha. Tạm như vậy đi. Tạm thời là chúng ta vẽ như vậy đi. Thấy cái phần vai này nó hơi nhô cao hơn thì chị sẽ dợt dợt nó xuống. Đó, cái này thì chị cho nó lên một tí xíu nữa ha. Rồi, ok. Ok. Tuy là nó hơi ấy một chút nhưng mà cũng xong rồi đó. Rồi. Chúng ta đã vẽ xong em bé đang chúc Tết. Nha. Ở đây thì chúng ta sẽ cho có một cọng tóc đi ha, đó. Vậy nó sẽ giống là em bé hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ bàn ngồi trên ghế ha, chuẩn bị lì xì. Đó. Đó, cậu bé đang chúc Tết gì đó ha. Rồi bên đây thì chị sẽ vẽ bà. Đầu tiên thì chị sẽ vẽ cái phần ghế nè. Ha, cái phần ghế. Đó. Rồi. Ghế nè ha. Rồi thì sẽ có bà thì bà sẽ ngồi như thế này và đây là cái đầu nha. Sau đó thì bà lưng đã còng rồi ha. Tay của bà nè, bà lì xì nè ha. Bà mặc một cái áo bà ba và một tay này thì chuẩn bị đón cháu nha. Đó, áo bà ba nó sẽ phủ xuống như cái thành ghế luôn. Rồi đây là cái phần ống quần. Đó, ống quần bà ba thì nó sẽ dài nha mấy em. Đó. Rồi đây là cái phần ghế. Rồi bây giờ chị sẽ vẽ cái mặt của bà. Thì bà cũng đang rất là vui. Đang đây mình phải vẽ cái tóc trước ha. Thì bà của chúng ta thì thường là sẽ để tóc dài, đúng không mấy em? Đó, bà sẽ để tóc dài như thế này. Và ở phía sau lúc nào bà cũng buộc như vậy hết. Tuy nhiên bà thì không thể mặc bầu như vậy được, đúng không mấy em? Mình sẽ cho bà mặc nó hơi ấy xuống một chút, miệng bà cười tươi. Đó, bà cũng mắt cười luôn. Đó. Ha, ở trên trán bà thì nó sẽ có mấy cái nếp nhăn. Đây nữa. Ha. Đó, như vậy là chúng ta đã vẽ được là bà nha. Chân mày của bà và đây là cái mũi của bà. Đó. Rồi. Như vậy thì bà đang ngồi đây. Đó. Đó, tay nè, tay thì bà cầm một cái lì xì. Đây ha. Đó, bà cầm một cái lì xì bà đưa cho cháu. Tay này bà dang ra để bà đón cháu nè. Đó. Rồi. Tạm ổn ha. Xong rồi đó mấy em. Bây giờ chị chỉ cần tô lại thôi ha. Đây là cái phần áo nè, cái vạt áo của bà. Rồi, và cái phần ghế.
Ok, như vậy là xong rồi. Bây giờ chị chỉ cần xóa bớt mấy cái đường lằn nhằn đi là xong nha. Và đây, sau khi chúng ta tô chì lại, vẽ chì lại thì chúng ta tẩy hết những cái nét mà ấy đi á, và đồ lại những cái nét chính á, thì nó sẽ trông như thế này nha mấy em. Đó. Rồi, bây giờ thì chị sẽ dùng bút này để mà vẽ lại những cái đường chính. Đó, những cái nét chính. Đó. Rồi, như vậy là chị đã vừa vẽ xong lại bằng cái bút lông. Bây giờ thì chị muốn ghi thêm lại một cái câu đó là con chúc bà sức khỏe nhiều nhiều nha. Mình sẽ ghi là cậu bé đang chúc ha. Con chúc bà sức khỏe nhiều nhiều đó. Đối với người lớn tuổi thì chỉ cần sức khỏe là tốt rồi nha mấy em. Đó, và đây thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình gì đó. Wow. Đó là cậu bé đang nói là con chúc bà sức khỏe nhiều nhiều. Còn ở đây bà thì bà sẽ nói là cái gì các con? Ê các em, chị lộn, chị đang tưởng chị đây là bà luôn. Bà thì nói là cảm ơn con. Chúc con ngoan ha. Đó, rồi. Bà lì xì cho mình. Đó. Thấy không? Đó. Đó là bà lì xì lại cho bé ha. Còn đây thì bé chúc rất là líu lo luôn. Nha, đây chị vẽ thêm một cái phần lưỡi ấy, mình hay thấy đúng không? Đó, là cậu bé đang nói rất là líu lo luôn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tô màu nha. Và chị muốn là bà sẽ mặc một cái áo hoa. Dù là lớn tuổi rồi nhưng mà mình cũng có thể cho bà mặc áo hoa đó mấy em. Nhưng mà mình cho cái màu nó đậm xuống thôi ha. Đó, chị sẽ vẽ áo hoa và tô màu nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu này. Nhưng nhớ bà áo màu cam thì chúng ta tô là cẩn thận nha. Chừa mấy cái bông hoa ra. Chừa ra nha mấy em. Tuy là áo cam nhưng một chút nữa mình sẽ đầm cái màu nó xuống. Nhưng mà do là Tết á cho nên là chúng ta cũng phải cho bà mặc áo tươi tươi một chút nha. Rồi, sau khi tô màu xong bây giờ chúng ta sẽ tô tóc cho bà. Thì bà đó, thì như các em đã biết thì bà già rồi đúng không? Thì bà sẽ là có cái tóc là tóc trắng. Đó. Tóc trắng thì chúng ta chỉ cần là vẽ vài cái nét màu đen như thế này thôi. Đúng không? Đó, chúng ta chỉ cần vẽ vài nét màu đen như thế này thôi. Đó, bởi vì bà là tóc bạc hết rồi nha. Sau đó mình sẽ lấy cái viết chì đen nè, nhưng mà mình tô cho nó hơi xám thôi nha mấy em. Đó, người ta gọi là tóc muối tiêu á, thì nó là xám xám đúng không? Trắng trắng, đen đen, mà đen nó nhiều hơn là trắng luôn. Ấy, trắng nó nhiều hơn là đen luôn. Đó, và đó là mái tóc bạc. Tuy nhiên là sau khi vẽ xong rồi thì cũng có bạn sẽ nói là nó chưa giống ngày Tết lắm. Đó, cho nên là mình phải thêm vô, đúng không? Tết thì phải có là hoa mai và hoa đào. Cho nên là chị sẽ vẽ thêm là một vài cái hoa mai to, thật là to. 5 cánh ha, để mình biết là mùa xuân về. Trang trí thêm bằng hoa nha mấy em. Rồi, như vậy là chị đã vừa vẽ xong những cái bông hoa. Thì các em xem nè, bông hoa thì chúng ta không có cần vẽ cành nhánh gì hết, mà chúng ta sẽ vẽ nó rời tùm lum hết cho nó có không khí mùa xuân thôi nha. Kèm theo là chị sẽ tô màu sáp nha, không có tô cái không tô màu kia, bởi vì tô màu kia nó nổi lên quá thì sẽ che mất hình của hai bà cháu, cho nên là chị chỉ tô màu sáp thôi nha. Và chị muốn cho nó có thêm sắc xuân á, thì các em có thể vẽ thêm là cái lá cây nha. Đó, lâu lâu thì chúng ta sẽ cho thêm một hai cái lá, ví dụ vậy đó nha. Đó, chúng ta sẽ vẽ thêm cái lá, ví dụ vậy, vẽ ít thôi, cũng không cần vẽ nhiều đâu.
ha. Rồi, như vậy là chị vừa hướng dẫn các em vẽ xong cái bức tranh mà chúc Tết nha. Đó, và cháu thì sẽ chúc Tết cho bà, và bà thì sẽ lì xì nè, có cái chữ Tết nè nha. Đó, mình tô cái miệng bạn này cho nó đỏ đỏ lên chút. Đó, đúng không? Hai cái má là hơi hồng hồng một chút xíu nha. Đó, hai cái má hơi hồng hồng một chút xíu cho dễ thương. Đó, bà cũng vậy luôn nha bà. Đó, vui với em, vui thì mặt mình nó hồng lên. Rồi, cái thiệp thì mình thích thì mình cho nó đỏ nha mấy em. Đó, nếu thích thì mình sẽ tô cho nó đỏ cái thiệp lên, nhưng mà chị lại thích tô màu hồng. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa vẽ xong cái bức tranh này, cũng là đúng vào giờ 30 Tết, thì hy vọng rằng là các em sẽ có được những giây phút thật là vui bên gia đình cùng vẽ bức tranh này để tặng cho ba mẹ nhân dịp và Tết đến nhé. Chúc các em và gia đình một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bye bye, được nhiều tiền lì xì luôn.